thế gập chân xoay nghiêng. Nằm ngửa, hai tay dang rộng hai bên, đồng thời hai chân khép và co lại, nghiêng nửa thân dưới sang trái. Tay và đầu vẫn giữ thẳng. Sau đó, nghiêng nửa thân dưới sang phải. Lặp lại mỗi bên hai lần. Từ trở về tư thế ban đầu. Lúc nghiêng người thả lỏng phần cổ và ít hầu. Hít vào cho khí đầy phần bụng dưới. Thở ra do phần khoang ngực thải ra sẽ làm cho tinh thần thư thái. Lúc hít vào cảm giác kéo dài cột sống. Lúc thở ra cảm giác cột sống thu lại. Tư thế này chèn ép từ từ khiến cho cuộc sống và cơ thể tiến hành duỗi được tốt, có thể đánh thức tứ chi, khớp xương linh hoạt. Đồng thời, thông qua hoạt động gấp khúc sẽ làm cho phần lưng được dẻo dai, có hiệu quả trong việc điều trị đau thắt lưng, làm dễ chịu hai cánh tay, làm khỏe cơ bắp bả vai. Làm xong tư thế này sẽ có cảm giác nhẹ nhàng, tự nhiên, xuyên suốt vào thân tâm. Này, các bạn thả lỏng, trở về trạng thái ban đầu. Nằm ngửa, thư giãn.